Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tamna Media. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của ngày 17 tháng 2. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau hơn 37 giờ đồng hồ họp về luật đại dịch, Liên minh chính phủ sẽ phải thảo luận lại một lần nữa vào thứ 6 tuần này. Ukraine tuyên bố không có bằng chứng cho thấy Nga rút quân khỏi biên giới. Cảnh sát Nhật bắt giữ nghi phạm 17 tuổi dọa bắn rơi máy bay Vietnam Airlines. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 ở Cộng hòa Séc tiếp tục suy yếu. Cụ thể vào thứ Tư, các xét nghiệm cho thấy gần 17.000 ca nhiễm mới, giảm khoảng 12.000 ca so với tuần trước. Số lượng người tái nhiễm cũng đã giảm khi chỉ ghi nhận gần 3.000 trường hợp, trong khi vào thứ Tư tuần trước là 5.000 trường hợp. Kể từ đầu năm nay, đã có 1.783 bệnh nhân tử vong do nhiễm COVID-19. Trong thời gian gần đây, số người tử vong đã tăng lên đáng kể. Trong khi vào tháng 1 có trung bình 33 trường hợp tử vong mỗi ngày, thì vào tháng 2 trung bình mỗi ngày có khoảng 48 trường hợp tử vong. Tính đến thứ Tư, kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 cho đến nay, số người tử vong ở Cộng hòa Séc đã vượt quá 38.000 người. Và ngày hôm qua, các bệnh viện đã có 3.791 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị, trong đó có 265 người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Trong tháng 2, số lượng xét nghiệm được thực hiện đã giảm so với tuần trước. Cụ thể, vào thứ Tư, các phòng thí nghiệm đã thực hiện được hơn 66.000 xét nghiệm, ít hơn khoảng 38.000 xét nghiệm so với tuần trước. Tỷ lệ ca nhiễm mới tính trên 100.000 người dân trong vòng 7 ngày qua đã giảm xuống còn 1.193 trường hợp. Trong những tuần gần đây, mối quan tâm của người dân đến việc tiêm chủng ngăn chặn diễn biến khi nhiễm bệnh COVID-19 đã giảm. Cụ thể, vào ngày hôm qua, nhân viên y tế đã tiêm được cho hơn 10.000 người, nhiều hơn 6.000 người so với tuần trước. Trong đó có khoảng 7.500 người đến tiêm liều tăng cường, chỉ có khoảng 560 người đến tiêm liều đầu tiên. Kể từ khi bắt đầu cuộc họp về đạo luật đại dịch vào chiều thứ Ba, sau hơn 37 giờ đồng hồ tranh luận và bị cản trở từ phong trào ANO và SPD, Liên minh Chính phủ đã phải quyết định sẽ một lần nữa bỏ phiếu về dự luật này vào thứ Sáu tuần này. Ngay trong ngày đầu tiên của cuộc họp đã được diễn ra vào thứ Ba đã bị cản trở từ chủ tịch phong trào SPD Tomio Okamura khi ông đã phát biểu trong suốt 6 giờ đồng hồ. Sau đó, tất cả các thành viên tại cuộc họp đã phải thảo luận qua đêm. Đến thứ Tư, đại diện của phong trào ANO và SPD tiếp tục phát biểu về chủ đề này. Cuối cùng, đến khoảng 3 giờ 30 sáng ngày thứ Năm, Liên minh Chính phủ bất chấp những lời chỉ trích từ phe đối lập đã thông qua rằng Hạ viện sẽ quay lại vấn đề này vào chiều thứ Sáu. Từ 97 trên 161 đại biểu tán thành. Trước đó, vào thứ Tư, cuộc họp đã bị gián đoạn bởi chủ đề khác. Những người biểu tình thuộc tổ chức Tipopes đã công bố địa chỉ riêng của 70 đại biểu ủng hộ đạo luật đại dịch và đã kêu gọi người biểu tình đến trước những nơi này. Phản đối trước cuộc biểu tình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết rằng cảnh sát sẽ tham gia thực hiện các biện pháp để bảo vệ gia đình của các đại biểu này. Để không ảnh hưởng đến cuộc thảo luận về ngân sách nhà nước, các đại biểu sẽ thảo luận trong một cuộc họp khác được bắt đầu vào sáng thứ Sáu tuần này. Sau cuộc họp chính phủ vào ngày hôm qua, Thủ tướng Petr Fiala cho biết kể từ tháng 6, tất cả các lương hưu của người già, người tàn tật, tiền trợ cấp dành cho những người quá vợ, quá chồng, trong trường hợp người vợ hoặc người chồng có tiền lương hưu hoặc trợ cấp tàn tật sẽ được tăng lên do một phần ảnh hưởng của lạm phát. Đồng thời, các bộ trưởng cũng đã chuẩn bị một gói bồi thường mới dành cho các doanh nhân bị ảnh hưởng bởi các biện pháp chống dịch. Mức tăng này cũng giống như thông báo trước đó của Bộ Lao động. Theo đó, từ tháng 6, tiền lương hưu sẽ tăng thêm trung bình 1.017 korun, cộng với mức tăng vào tháng 1, tổng cộng lương hưu sẽ tăng thêm trung bình 1.822 korun. Tuy nhiên, số tiền cuối cùng mà người về hưu nhận được sẽ thay đổi theo năm làm việc và thu nhập. Ví dụ, người nhận được lương 15.000 korun một tháng từ tháng 6 sẽ có thêm 911 korun. Một số người có mức lương 13.000 korun một tháng sẽ được tăng thêm 747 korun. Những người nhận lương hưu 18.000 một tháng sẽ có thêm 1.157 korun. Các doanh nghiệp sẽ có thể nhận tiền bồi thường từ 4 chương trình COVID Advenitrhe, COVID Nepokrite Naklade, COVID 2022 Sektorova Potpora và COVID Boost. Mỗi chương trình sẽ áp dụng các điều kiện để nhận tiền bồi thường cũng như thiết lập số tiền tối đa có thể nhận được khác nhau. Ví dụ, số tiền các tiểu thương ở chợ Giáng sinh bị đóng cửa sẽ nhận được tùy theo số lượng quầy hàng và số ngày bị đóng cửa. Số tiền nhận được có thể lên tới 330.000 korun đối với một chủ quầy hàng. Đối với những tổ chức bị hủy chợ Giáng sinh sẽ có thể nhận được lên tới 80% chi phí thực hiện chợ.
Theo như dữ liệu của Fincentrum Hypo Index, vào tháng 1, lãi suất vay thế chấp trung bình đã tăng từ 2,99% trong tháng 12 lên 3,43% kể từ khi chỉ số Hypo Index hoạt động vào năm 2003. Đây là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận. Sự gia tăng của lãi suất vay thế chấp cũng được phản ánh trong khối lượng khoản vay thế chấp được cung cấp. Theo như Hypo Index, vào tháng 1, các ngân hàng đã cung cấp 7.045 khoản vay trị giá 22,89 tỷ koron, giảm khoảng 1/3 về cả khối lượng và số lượng cho vay so với tháng trước. Một số nhà phân tích cho biết trong những tháng tới, thị trường vay thế chấp có thể sẽ hạ nhiệt đáng kể, lãi suất ngày càng tăng và các điều kiện cung cấp các khoản vay thế chấp nghiêm ngặt hơn sẽ ngăn cản một số người có mối quan tâm đến vay thế chấp. Trong năm nay, chi phí bảo hiểm bắt buộc sẽ tăng giá trung bình từ 5 đến 7%. Theo các công ty bảo hiểm, lý do của việc tăng chi phí này là do lạm phát và thiệt hại phải trả cho mỗi vụ tai nạn đã tăng lên. Đối với xe Octavia Skoda sản xuất năm 2008, số tiền bảo hiểm một chiều mỗi năm là từ 2.000 đến 5.000 korun. Năm nay, chi phí bảo hiểm sẽ tăng thêm 150 korun đến 300 korun. Khoản tiền mà bảo hiểm cam kết sẽ chi trả cho khách hàng của mình cũng sẽ tăng lên. Ví dụ như bảo hiểm cho Octavia nằm trong khoảng 10.000 korun, thì các công ty bảo hiểm sẽ tăng thêm 600 korun. Các công ty bảo hiểm đưa ra lý do việc tăng chi phí bảo hiểm một chiều là do số tiền do các thiệt hại ngày càng tăng cao. Vào tháng 1 năm ngoái, thiệt hại trung bình của một chiếc xe là 47.500 korun. Trong tháng 1 năm nay, con số này đã tăng lên 52.500 korun. Mua sắm thả ga, ưu đãi thật đã, ngay tại Tanda. Sản phẩm tốt như trứng Domachi Anirex giá 11,90 korun. Rượu vàng VNS Modest các vị chỉ với giá 39,90 korun. Hàng top, nước hoa Adidas 75ml với giá 71,90 korun. Đặc biệt rượu vang Teroy, sản phẩm Privatka Tamda Foods với giá siêu ưu đãi. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda.eu. Một nghiên cứu ở Nam Phi đã chỉ ra rằng ca nhiễm biến thể Omicron sau khi tiêm chủng sẽ có được mức độ bảo vệ cao trước các biến thể khác, nhưng sự bảo vệ này không cho thấy ở những người chưa tiêm chủng. Tại Nam Phi, một nghiên cứu do tiến sĩ Penny Moore tại Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm thuộc Phòng Thí nghiệm Y tế Quốc gia ở Johannesburg dẫn đầu đã xét nghiệm tác dụng trung hòa của việc nhiễm biến thể Omicron sau khi kết hợp các loại vaccine. Cụ thể, nghiên cứu cho thấy, sau khi nhiễm biến thể Omicron, người trước đó đã tiêm vaccine Johnson & Johnson hoặc Pfizer sẽ có lượng kháng thể cao hơn trước các biến thể như Beta, Delta và Omicron. Tuy nhiên, đối với những người nhiễm Omicron nhưng chưa tiêm chủng, khả năng miễn dịch sẽ bị giảm đáng kể trước biến thể Beta và Delta. Số lượng tình nguyện viên tham gia nghiên cứu này chỉ ở mức thấp, với 20 người chưa tiêm chủng và 7 người đã tiêm chủng bị lây nhiễm trong làn sóng Omicron tại Nam Phi. Các nhà khoa học cho biết, nghiên cứu này có ý nghĩa đối với việc phát triển vaccine thế hệ thứ hai dựa trên biến thể Omicron. Hàng triệu người Indonesia phải tiêm chủng lại vaccine COVID-19 từ đầu theo quy định mới của Bộ Y tế về việc trì hoãn tiêm mũi nhắc lại thứ hai qua 6 tháng. Bộ Y tế Indonesia cho biết chính sách trên được đưa ra do hiệu quả của vaccine COVID-19 sẽ giảm dần sau 6 tháng, trong khi nhiều người dân Indonesia đã bỏ tiêm liều vaccine thứ hai. Việc tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine COVID-19 nhằm đạt được sự bảo vệ tối đa cho người dân. Dữ liệu từ Bộ Y tế Indonesia cho thấy có khoảng 2,5 triệu người đã tiêm vaccine trong hơn 6 tháng phải tiêm chủng lại từ đầu. Trong khi đó, có hơn 10 triệu người đã chậm tiêm chủng trong hơn 3 tháng. Trong khi đó, theo báo cáo của nhóm Cố vấn Kỹ thuật Indonesia về tiêm chủng, đến ngày 15 tháng 2 có khoảng 15 triệu người Indonesia bỏ tiêm liều nhắc lại và sẽ phải tiêm chủng lại từ đầu. Những người này đa phần là được tiêm chủng thời gian đầu với vaccine Sinovac. Trong khi đó, hiện nay Indonesia không nhập vaccine này nữa mà chỉ ưu tiên dùng cho trẻ từ 8 đến 11 tuổi. Theo quy định của Bộ Y tế Indonesia, những người bỏ tiêm liều vaccine thứ hai sẽ được tiêm lại từ đầu với bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào mà không bị phụ thuộc vào loại vaccine đã tiêm ở lần đầu, tùy thuộc vào sự sẵn có vaccine ở mỗi khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, các thông tin tình báo mới nhất của nước này vào ngày 16 tháng 2 cho thấy không có bằng chứng chứng minh Nga rút các lực lượng ra khỏi biên giới với Ukraine. Ông Oleksiy Reznikov nói, Ukraine sẽ chỉ tin Nga thực sự có thiện chí xoa dịu cuộc khủng hoảng nếu nước này rút quân đội vũ khí, trong đó có các lực lượng đang được triển khai tại Belarus để tham gia cuộc tập trận kết thúc vào ngày 20 tháng 2. Theo quân đội Ukraine, có khoảng 140.000 binh sĩ Nga và thành viên của lực lượng ly khai đang được triển khai gần Ukraine.
Riêng tại Belarus có khoảng 9.000 binh sĩ Nga. Tuyên bố Oleksiy Rynnikov cũng nhấn mạnh những hoài nghi của Ukraine về phương Tây về thông báo rút quân của Nga sau khi kết thúc các cuộc tập trận gần Ukraine. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 16 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã chứng kiến hoạt động triển khai quân lớn của Nga, điều này không thay đổi trong những tuần gần đây. Ukraine thấy những cuộc luân chuyển nhỏ, nhưng chúng tôi sẽ không cho đây là việc Nga sẽ rút quân. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các đơn vị pháo tự hành rời khỏi bán đảo Crimea. Ông Rynnikov nói, ngay cả khi quân đội Nga rời khỏi một địa điểm thì nhiều khả năng đây sẽ là một cuộc di chuyển khác tới khu vực khác gần Ukraine, chứ không phải là cuộc rút quân thực sự. Văn phòng Hoàng gia Thái Lan đã có thông báo chính thức về việc đổi tên của thủ đô nước này từ Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon, tuy nhiên tên cũ vẫn được sử dụng song song. Nội các Thái Lan đã thông qua dự thảo thông báo của Văn phòng Thủ tướng về việc cập nhật tên của các quốc gia vùng lãnh thổ khu hành chính vào thủ đô theo đề xuất của Văn phòng Hoàng gia. Theo đó, tên mới chính thức của thủ đô Bangkok sẽ là Krung Thep Maha Nakhon. Tên cũ Bangkok sẽ được đặt trong ngoặc đơn để mọi người có thể dễ nhận biết. Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Ratchada Dahanadirek ngày 16 tháng 2 cho biết sẽ không có thay đổi gì trong việc đặt tên thủ đô. Thực chất, tên mới của thủ đô Bangkok đã tồn tại từ lâu, tuy nhiên việc nó quá dài cũng khiến gặp nhiều bất tiện. Trong tiếng Thái, thủ đô luôn được gọi là Krung Thep Maha Nakhon, nhưng hình thức này cũng được viết tắt vì tên đầy đủ của thành phố bao gồm hơn 40 yếu tố có ý nghĩa đặc biệt và riêng biệt và là tên thủ đô dài nhất thế giới. Trên trang Facebook của mình, Văn phòng Hoàng gia Thái Lan cũng đăng thông báo rằng cả hai tên gọi đều có thể sử dụng. Tuy nhiên, sau thông báo về việc đổi tên này, đã có nhiều sự chỉ trích từ công chúng. Chính phủ Bỉ đã đưa ra quy định làm việc mới cho phép người lao động làm việc 4 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 10 tiếng. Thủ tướng Bỉ Alexandre De Croo nói điều này sẽ dẫn tới những cách làm việc mới. Người lao động có thể chọn làm việc tối đa 10 tiếng mỗi ngày để có thêm một ngày nghỉ mỗi tuần mà vẫn hưởng đủ lương, thay vì tối đa 8 tiếng và 5 ngày mỗi tuần như hiện tại. Người Bỉ có thể lựa chọn làm việc nhiều hơn trong một tuần nào đó và ít hơn trong tuần sau đó. Quy định mới linh hoạt cho phép mọi người quản lý tốt hơn cuộc sống riêng tư và công việc. Quy định mới cũng đưa ra quyền ngừng liên lạc sau giờ hành chính với những công ty có từ 20 nhân viên trở lên. Ngoài ra còn có những điều khoản về các lao động công nghệ từ tài xế Uber. Bỉ đặt mục tiêu đưa tỷ lệ người có việc làm đạt mức 80% vào năm 2030, tăng gần 9% so với mức 71,4% vào cuối 2021. Giới chức Petropolis, Brazil đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở thành phố 300.000 dân khi một trận lũ quét và lở đất kinh hoàng khiến ít nhất 94 người thiệt mạng. Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết hôm 16 tháng 2, ít nhất 94 người đã chết tại thị trấn lịch sử của Brazil sau khi mưa lớn gây ra lở đất vùi lấp nhà cửa, ngập lụt đường phố và cuốn trôi ô tô xe buýt nằm trên những ngọn đồi gần thủ đô Rio de Janeiro. Petropolis hay thành phố Hoàng gia là nơi nghỉ dưỡng vào mùa hè của các quốc vương Brazil vào thế kỷ 19. Ngày 16 tháng 2, những bằng chứng về sự quyến rũ vương giả của thành phố đã bị lũ lụt tàn phá nặng nề. Đường phố và những tòa nhà đẹp đẽ thanh lịch đã bị phá hủy bởi lượng mưa vượt quá mức trung bình trong cả tháng vào ngày 15 tháng 2. Tại khu vực lân cận Morro da Oficina, có tới 80 ngôi nhà bị sạt lở đất làm hư hại. Các nhà chức trách dự đoán số người chết sẽ tăng lên do ảnh hưởng của mưa lũ và sạt lở trên diện rộng. Tòa thị chính của thành phố Petropolis tuyên bố để tang 3 ngày. Hơn 300 người đã phải rời bỏ nhà cửa của mình để được đưa đến các trường học với nơi trú ẩn. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đang trong chuyến công du Nga, cho biết trên Twitter rằng ông đã yêu cầu các bộ trưởng giúp đỡ Petropolis và các nạn nhân của thảm họa. Đừng bỏ lỡ cơ hội trúng ngay 5 máy chơi game PlayStation 4 Slim ngay trong tháng 2 này với chương trình khuyến mãi từ Mentos. Cứ mỗi hóa đơn với sản phẩm từ Mentos có giá trị tối thiểu 99 Kurun chưa bao gồm DPH, có ngay cơ hội tham gia vào chương trình bốc thăm trúng thưởng. Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website tamda.eu/playstation. Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận thí điểm 5 tuyến xe buýt điện trên địa bàn. Tuyến đầu tiên sẽ khai thác từ quý 1 năm nay, giúp đa dạng loại hình giao thông công cộng. Thời gian thí điểm trong 24 tháng từ khi xe hoạt động, thành phố sẽ đặt hàng đơn vị cung cấp dịch vụ và áp dụng tạm thời đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt dùng nhiên liệu sạch cho xe buýt điện trong thời gian thí điểm. Giá vé dự kiến áp dụng 3.000 đồng mỗi lượt cho học sinh, sinh viên.
và 5.000 đến 7.000 đồng với nhóm khách còn lại tùy tuyến. Tập 30 vé giá từ 112.500 đến 157.500 đồng tùy tuyến. Trên 5 tuyến sẽ có khoảng 77 xe được đầu tư, mỗi xe 65 đến 70 chỗ, chạy bằng điện, hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Kể từ thời điểm thí điểm mở lại các đường bay quốc tế từ tháng 1 năm 2022, lượng khách quốc tế đi và đến Việt Nam đã tăng gấp 2 lần so với giai đoạn trước đó. Cụ thể, lượng khách quốc tế đi đến Việt Nam tăng lên hơn 103.000 khách trong tháng 1, cập nhật đến hết ngày 14 tháng 2 đạt 153.000 khách. Trước khi mở lại các đường bay quốc tế thường lệ, trung bình khách quốc tế đi và đến Việt Nam khoảng từ 40 đến 50.000 khách trên một tháng. Hiện Việt Nam có các chuyến bay thường lệ chở khách giữa Việt Nam với 19 quốc gia vùng lãnh thổ. Dự kiến lượng khách quốc tế đi và đến Việt Nam sẽ tăng mạnh trong giai đoạn tới và mục tiêu dần phục hồi trở lại như giai đoạn trước dịch COVID-19. Tờ Japan Today của Nhật vừa đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi nghi gọi điện dọa bắn hạ máy bay Vietnam Airlines vào đầu hồi tháng 1 vừa qua. Thông tin cho biết cảnh sát tỉnh Chiba, Nhật Bản vừa bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi ở tỉnh Yamagata vì tình nghi cản trở hoạt động kinh doanh sau khi anh ta dọa bắn rơi một máy bay chở khách của Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay quốc tế Narita. Đại diện Vietnam Airlines cũng xác nhận thông tin này và cho biết thêm, phía Nhật đã thông tin cho Vietnam Airlines về việc bắt giữ đối tượng trên với tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Theo thông tin, thiếu niên này gọi điện từ nhà riêng ở tỉnh Yamagata và tuyên bố sắp bắn rơi chuyến bay VN5311, đồng thời khuyến cáo phi công nên quay đầu máy bay lại. Cảnh sát đã lần ra số điện thoại và cậu bị bắt vào hôm thứ Ba ngày 15 tháng 2 vừa qua. Cảnh sát cho biết thiếu niên này đã thừa nhận thực hiện cuộc điện thoại. Thông tin cho biết thiếu niên này bị thiểu năng trí tuệ. Liên quan đến vụ nổ súng bắn vợ chồng hàng xóm rồi tự sát diễn ra tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vào sáng ngày 15 tháng 2. Thông tin từ lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do một người trong gia đình ông Lê Văn Tới có vay nợ tiền của nghi phạm Lê Văn Hữu. Trong quá trình vay nợ và trả nợ, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn xích mích. Hiện tại vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Thái Nguyên tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ việc. Về phía nạn nhân may mắn thoát chết là bà Phạm Thị Đoàn đã được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phẫu thuật. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.